cô Vi mới làm mất hết lễ lọc của người ta hết trơn à. Tết Trung Thu vừa rồi không có được đi rước đèn như mỗi năm gì hết á, buồn quá. Gì mà mới đi làm lại, tôi vui gần chết mà bà buồn là sao vậy? Có đâu, gặp lại mọi người tôi mừng rớt nước mắt luôn á. Chỉ là nỗi buồn mùa Trung Thu còn dương dấn ông ơi. Trời, có vậy thôi hả? Vậy tôi có cái này không biết giải quyết được vấn đề của bà không ha? Thôi, qua rồi, giờ không có cái gì mà xoa dịu được nỗi buồn nữa trơn á. Chắc lòng đèn ông Trăng này không xoa dịu được bà đâu ha. Trời ơi, ông tặng tôi thiệt hả? Trời ơi, tôi mê em này lâu lắm luôn rồi á. Tặng bà quà Trung Thu quá, nhớ lắp với review chi tiết nha. Chắc chắn rồi, quà Trung Thu đặc biệt quá mẹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nà Shop, kênh chuyên về Gila. Được dịp hôm nay Nhật tặng cho chiếc đèn ông Trăng độc đáo này nên mình sẽ rap và review cho mọi người cùng xem nha. Lâu lắm rồi không có rap và review Gila nên cứng tay cứng miệng hết trơn à. Các bạn cùng theo dõi với mình nha. Moon Kingdom là mobile suit chính của series truyện Mobile Suit Moon Kingdom và được lái bởi Chuta Wasim. Cốt truyện của em mobile suit này diễn ra vào năm UC0092 sau sự kiện của ZZ Gundam. Mở đầu là cuộc chạm trán giữa Amuro Ray và Psycho Gundam MK4 Zidor được trang bị bởi Psycho Mu. Nhưng Zidor sau đó bị bắn hạ bởi Amuro. Đầu cùng những mảnh Psycho Blade của nó đã cho dạt đến thuộc địa Moon Moon. Đầu của Zidor được Moon Moon mang vào thuộc địa để sửa chữa lại và có phản ứng với các new thai như Chuta và Minerva Laozabi. Để có thể sử dụng cái đầu đó thì phe Neo Zeon đã gắn nó lên thân của IMS 123X Vagui 5. Các dữ liệu của Vagui sau đó đã bị chép đè lên bởi Chuta và nhờ vào đó thì Psycho Blade có thể tương thích được với Vagui. Mobile suit này sau đó đã được sơn lại với 3 màu chính và đổi tên thành Moon Kingdom. Và đây là em Moon Kingdom đã được ráp hoàn chỉnh nè. Nhìn phần khung Psycho Blade hình chân khuyết đỏ rực phía sau, siêu ấn tượng và hút mắt ghê ha. Nếu nhìn những lần chi tiết trên người Moon Kingdom thì mình dám chắc một số bạn mới chơi có thể sẽ lầm tưởng đây là kit RG luôn á. Bởi kích thước lớn mà lại còn có quá nhiều lần để kẻ thì nói nó là RG cũng có người tin mà. Nếu để so sánh thì Moon Kingdom có mức độ chi tiết tương tự như dòng Kingdom Origin mà trước đó shop từng review qua mẫu cụ tổ RF7802 á. Thôi giờ mình vào chi tiết của em Moon Kingdom này luôn đi ha. Như đã nói trước đó, đầu của Moon Kingdom thực chất là đầu của Psycho Kingdom MK4 Zidor được sơn màu lại. Đây, bạn có thể thấy nó được cắt khá nhiều lằn rãnh, có họa tiết khá trừu tượng, bí ẩn, nhìn như những cổ vật của tàn tích văn minh xưa cũ vậy ha. Ngoài cặp sừng nhỏ đằng trước khá giống với hầu hết các Gundam thường thấy ra thì nó còn có một cặp sừng lớn hơn ở phía sau, cực kỳ bắt mắt. À mà, nếu bạn muốn làm cho Moon Gundam của mình ấn tượng hơn nữa thì ở những rãnh họa tiết này, bạn có thể tô bằng Gundam Maker màu xanh lá để có thể tái hiện được rãnh Psycho Frame nha. Bởi mới nói, mấy cây bút tô bút kẻ lặng nó lợi hại lắm. Mình sẽ để đường link mấy cây bút tô ở phần mô tả cho bạn nào chưa có thì tham khảo nha. Hai bên đây được trang bị Vulcagon, cũng là vũ khí khá phổ biến ở phần đầu Gundam rồi ha. Còn về mắt thì bộ kit có đi kèm hai bắp mắt khác nhau, trong suốt hoặc màu xanh lá. Ở đây thì mình sử dụng cặp mắt Bradley trong suốt. Cặp mắt này sẽ còn ấn tượng hơn nếu như có sử dụng thêm đèn LED gắn phía trong đó nha.
Còn không thì cả hai part cũng không khác biệt nhau lắm. Bình thường chỉ nói đến ảnh, không nhắc gì cổ nên cổ buồn. Bạn đang thắc mắc mình nói cô nào á hả? Thì đấy, phần cổ của em này nè, có thể tháo rời ra được luôn, chứ không phải khớp tròn nối liền với thân như những em mobile suit trước tụi mình từng ráp. Khớp cổ này khá linh hoạt nha, có thể xoay qua lại nè, ngước lên hay cúi xuống một cách vô cùng dễ dàng, mà không gặp trở ngại hay vướng víu gì hết trơn á. Việc tháo rời đơn giản như vậy cũng đã phản ánh đúng chi tiết ghép đầu của Moon Kingdom như trong truyện. Ngoại trừ phần đầu được ghép từ Sidor ra thì toàn bộ phần thân còn lại đều thuộc về AMS-123X và GUI. Mobile suit này được xây dựng dựa trên công nghệ Saikomu đời mới. Thành ra các bộ phận giáp bên trên được làm từ Vindarium và chứa rất nhiều bộ đẩy trên người, giúp cho nó có thể di chuyển cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu. Như bạn thấy ở hai bên vai, váy trước sau và chân đều có bộ đẩy. Mặc dù là thân có hai bát màu riêng biệt khác nhau, tưởng là sẽ chuyển động rồi được, nhưng rất tiếc là không. Ngực và eo chỉ cố định một vị trí vậy thôi á. Giáp ngực vẫn giữ nguyên màu xanh tím như nguyên bản và GUI, nhưng phần eo đã được đổi thành màu sơn đỏ. Với hai màu tương phản này làm cho phần thân được bắt mắt và nổi bật hơn. Đến phần cánh tay thì hai bên tay được nối với mảnh giáp vai to lớn thông qua trục khớp, có thể kéo dài ra như thế này nè, giúp tăng biên độ cử động cho cánh tay để tạo thêm được nhiều dáng thoải mái hơn. Nhất là với những mẫu Gundam có giáp vai lớn thì điều này lại càng thực sự cần thiết hơn nữa. Dưới đây có mảnh giáp có thể nâng lên, hạ xuống được nhằm bảo vệ cánh tay. Bạn có thể xoay chuyển tay dễ dàng và còn gập lại được đến mức như thế này. Mặt sau cẳng tay có vị trí để gắn Butterfly X hoặc thay thành khớp nối gắn Psycho Play, tùy bạn tạo dáng như thế nào mà gắn cho phù hợp nha. Cổ tay nối bằng khớp tròn thường thấy, có thể xoay qua lại tương đối dễ. Các mẫu bàn tay đi kèm sẽ gồm hai bàn tay xè ra, hai bàn tay cầm nắm và một bàn tay phải dành riêng cho việc cầm súng để bạn thay đổi tùy ý. Thân trên nối với hông bằng khớp tròn và phần mối gắn còn có thêm trục ngang hỗ trợ, nên có thể cúi xuống hoặc ngửa lên được. Tuy không nhiều nhưng làm được mấy động tác hơi khó vậy với HG là quá tuyệt vời rồi. Mà nếu không có mối nối gắn thêm thì phần giáp đỏ hình chữ U ngược này sẽ bị vướng lại với phần xương hông phía dưới, làm eo không thể xoay chuyển được. So với trọng lượng của Psychoblade khi gắn trên vai thì thiết kế eo có hai phần gờ xuống chặn lại như vậy, giúp ổn định vị trí cũng là hợp lý. Các mảnh váy trước và hai bên hông đều có thể di chuyển lên xuống được. Đặc biệt là cả váy sau cũng có thể chuyển động được, nên biên độ cử động của chân không bị quá hạn chế. Đây là một điểm cộng lớn vì đa số các mẫu HG, váy sau đều cố định, không thể thay đổi được. Chân nói bằng hai trục khớp thuôn như thế này. Một mặt thì rất tiện cho việc tạo dáng linh hoạt, nhưng mặt khác khi chơi lâu sẽ hơi dễ bị tình trạng lỏng như thế này. Bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng keo tăng thêm ma sát, hạn chế tình trạng lỏng do bẻ tới bẻ lui, chỉnh dáng nhiều quá nhé. Thiết kế chân được bao bọc bởi các mảng giáp lớn nên nhìn vừa hầm hố mà cũng làm cho em Gundam này đứng được vững chắc và ổn định trọng lượng hơn. Khung bên trong cho phép đầu gối gập lại ở hai điểm nên dễ dàng gập chân lại, tạo dáng được tự nhiên hơn. Phía trước đây có mảnh giáp che cổ chân, có thể di chuyển lên xuống được. Mặt sau cẳng chân cũng có bát mở lên để lộ bộ đẩy bên trong, nhìn khá hay ho luôn. Hai bên đây là hai bộ đẩy nhìn như thiết kế chân của Shinanchu vậy á. Cổ chân có thể gập duỗi thoải mái đến mức này, cũng như là hướng bàn chân sang hai bên dễ dàng. Trang bị đi kèm của Moon Gundam bao gồm beam rifle, khẩu súng được truyền lại từ Vagui, beam Tomahawk cũng là truyền lại từ Vagui luôn, có thể sử dụng như beam saber, beam Tomahawk hay so Tomahawk thì tùy thuộc vào lượng năng lượng phát ra đó. Butterfly A, món vũ khí cận chiến được gắn ở phía cánh tay, có thể tạm thời điều khiển từ xa như boomerang thông qua Psychomu trong thời gian cực kỳ ngắn. Và cuối cùng không thể thiếu chính là Psychoblade, được bí mật phát triển bởi tàn dư của Titan tại Murasame Laboratory. Và đây cũng là 8 mảnh còn sót lại từ Zidor và cho dạt đến Moon Moon. Chúng được ghép lại thành vần chân quyết hoặc gặp lại và gắn phía sau backpack thông qua cánh tay phụ này. Pilot có thể sử dụng sóng não để điều khiển Psychoblade như tách rời ra hỗ trợ tấn công, hoặc dùng chúng để phòng thủ, che chắn tùy ý. Như bạn thấy, ví dụ điển hình là tách thành hai nửa để tạo lớp lá chắn xung quanh, hoặc cũng có thể tháo thành các mảng riêng, sử dụng Action Bay để hỗ trợ.
À đừng quên là kit Moon Kingdom còn có đi kèm theo cả Action Bay 5 màu đen trong suốt để hỗ trợ bạn khi tạo dáng nữa đó. Gần như là một trong những kit tốt nhất từng được sản xuất luôn á. Mình đúng ấn tượng với cái chi tiết lằn rảnh bên ngoài nhìn cực kỳ bắt mắt, nên kẻ lằn đã cái tay luôn. Với cái là không có đề canh dán nên càng khỏe re chứ ha. Sai cô lây hình trăng quyết màu đỏ rực mới là điểm nhấn chứ. Mà Thảo em nói ra, xếp thành hàng vũ khí bao quanh nhìn là siêu hoành tráng luôn á. Ủa tôi tính nói luôn đó, với em này cũng chính là mobile suit mang tính biểu tượng xuyên suốt cả series Gundam. Nên hãy sở hữu em nó ngay khi có thể nha, chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Đúng rồi, hy vọng clip này sẽ giúp ích cho các bạn dự định mua em Moon này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu thích em Moon này